Trấn Thành bị tấn công. Rất nhiều netizen đã tràn vào trang cá nhân của Trấn Thành để mỉa mai, cà khịa giữa ồn ào muốn riêng tư tại nhà hàng. Mới đây, vợ chồng Ha Ji-won và Trấn Thành bị gọi tên vào vụ một hot girl tên DKA đăng bài phốt nhà hàng có thái độ bất lịch sự, yêu cầu kiểm tra điện thoại và xóa hình vì một vị khách hàng người nổi tiếng không muốn bị chụp dính. Dù DKA không trực tiếp nhắc tên ngôi sao kia nhưng lại chia sẻ bài nhà hàng cảm ơn Trấn Thành, Ha Ji-won đến dùng bữa khiến cả hai bị gọi tên. Chính vì thế, động thái của vợ chồng nam MC giữa lúc lại dính vào thị phi khiến nhiều người quan tâm. Tính đến sáng 5 tháng 6, Trấn Thành vẫn giữ nguyên bài đăng review nhà hàng kia trên trang fanpage có hơn 18 triệu người theo dõi. Theo đó, nam MC từng khẳng định không nhận tiền PR, quảng cáo mà đơn thuần sau khi trải nghiệm thấy ngon nên chia sẻ. Hiện tại, ông xã Ha Ji-won vẫn giữ im lặng còn netizen tràn vào tấn công từng phút từng giây. Bên dưới bài đăng gần nhất của Trấn Thành xuất hiện nhiều bình luận mỉa mai, châm biếm bằng từ ngữ thô tục và nặng nề. Nhiều người đã nhắc lại ồn ào Trấn Thành muốn riêng tư khi từ chối cho người lạ mua vé vào xem phim chung phòng chiếu. Thậm chí, một số người còn kêu gọi tẩy chay không ủng hộ những chương trình, sản phẩm, phim có liên quan đến Trấn Thành. Tuy nhiên, trong sự việc này cũng có một bộ phận lớn bênh vực nam MC. Bởi lẽ trên thực tế Trấn Thành có quyền yêu cầu không bị chụp hình dính khi đi ăn uống. Tuy nhiên do thái độ của nhân viên nhà hàng khi nhắc nhở vị khách kia nên anh mới bị dính vào thị phi. Chủ nhân bài phốt cho biết đã chi gần 20 triệu đồng để thưởng thức bữa tối tại nhà hàng nhưng bị nhân viên yêu cầu kiểm tra điện thoại và nói với giọng điệu có phần bất lịch sự. Xóa hết ảnh vừa chụp đi vì sợ chụp trúng một đôi vợ chồng nổi tiếng. Vợ chồng Trấn Thành, Ha Ji-won đã check-in tại nhà hàng này cách đó ít ngày khiến netizen cho rằng cả hai chính là nhân vật trong câu chuyện đang được đề cập. Hot girl này bức xúc nói, nhìn tôi giống thích chụp ảnh dính người không? Kim Soo-hyun thì may ra nha. Ai ăn omakase rồi cũng sẽ hiểu cái việc mình vô tình giơ điện thoại lên chụp dính người khác là chuyện không ai muốn, tại xấu tấm hình mình. Vấn đề riêng tư ai cũng hiểu nhưng đây là thái độ quán xử lý quá kém, chưa gì đã ra đuổi khách rồi. Sau khi bài đăng này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã tràn vào fanpage của nhà hàng để yêu cầu làm rõ. Người quản trị fanpage nhà hàng có bình luận đáp lại, bất kỳ vấn đề gì tụi em luôn sử dụng những từ ngữ lịch sự và tôn trọng khách hàng, không phân biệt ai và luôn được sự tín nhiệm cao từ sự đánh giá của khách hàng. Nhân viên em có nói như sau, dạ xin lỗi chị, khách bên kia không muốn bị quay, em nhờ chị xem và xóa nếu có dính khách trong video. Liên quan đến sự việc, anh NML, quản lý nhà hàng cho biết, thông tin được đăng tải không đúng với sự thật, nhưng phía nhà hàng chúng tôi quyết định sẽ không giải thích gì. Vấn đề này có thể do bạn khách đó cảm thấy bị động chạm đến lòng tự ái nên mới đăng tải những nội dung không đúng sự thật. Còn phía chúng tôi không có chuyện cư xử bất lịch sự như vậy. Nhà hàng chúng tôi là nhà hàng cao cấp, chuyên phục vụ toàn những vị khách giàu có, sang trọng nên không xảy ra những vấn đề như vậy. Trước khi vướng vào sự việc này, Trấn Thành từng lên tiếng sau ồn ào muốn riêng tư khi đi xem phim.